Em đào dốc như này sợ nó ấy đấy em. Sợ nó đổ đấy. Em đào dốc quá sau này sợ nó sạt đấy. Bây giờ nhanh nha. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch. Vào gần 2 viên gạch nhỉ. Sao cho Phương nịu rồi. Phương đi. Quá nhanh nhỉ. Hôm qua mình thấy là mỗi một đợt đây đã xong rồi. Đến về sau này còn biết chứ đúng không? Ui, nhà rộng lắm nhỉ. Sau này chồng về cái tự nhiên có căn nhà to thế. Anh Hiệp bảo là ôi giời ơi, vợ mình chắc là bố chửi chảy rồi. Bây giờ ai về ở đây đây? Tự nhiên là khóc trời ơi. Lại bảo bố bán mảnh đất này rồi, vợ bây giờ lại bỏ lấy người khác rồi. Con cũng đi theo luôn, chúng chết luôn. Thế thì nó lại lấy vợ khác đấy. Không, chồng em không như thế không. Ai biết được. Má, chúng em tuy nó xấu xấu hơn xấu xấu nhưng mà nó vui tính lắm. Trung thủy đấy đúng không? Vâng.
Tao cần mình xuống cách xuống để quan dâm mà tao có dâm nghe. À ba cần mình xuống tao mình xuống cách để đổ tao dâm mà. Mi đổ tao nghe lắm. Mi tăng nghe. Các bạn phải tăng tương lên sớm mà. Thì phải qua tương lùm lùm xuống tao rồi bắn nè. Ô bắn xuống cao, sám cao rồi bắn bóng. Không bé tí nhỉ. Cái này vừa đinh vào bên tính à, chẳng chốt bên luôn. Thế mới chắc được nhỉ, không mẹ mẹ bé hơn viên gạch này thì tuổi gì hơi hồn hồn. Cửa sắt lại không thích. Cửa sắt lại sợ con ốm. Ba sáu động tác lại đỡ sẽ. Tính vào tính này cái này nè.
Một bắp cái hình mà. Rồi con, vô con bắt tôm. Vô là như thế rồi, bình hình ấy, bình một cái nữa. Bình nhiều. Chuyên áo mạnh rồi. Thành căn khóc cho ấy. Nhân lâu lúc, lâu ra. Đi hậu. Mình cho mạch này. Tăng cứ tăng thì có tô cá vẫn này. Tăng thì tô mình bán. Không vào à. Cái này cũng không vào à. À không được biết tình ăn mạch chân. Ừ. Tình chưa cao rồi ta. Làm là chi đâu ba bốn. Giá té cân tông là tô mà cắm rau à. Thế thì cứ tiếp phòng hậu. Tô phần lại một. Còn mất cắm cái này. Cái quả cân. Vùng đất đẹp đẹp nhỉ, nó chỉ có lệch một nửa sợi tóc. Mọi hôm đi qua là đều vắng hết mà. Về hôm qua chuẩn bị lên giờ. À sửa ở nhà. Thế là nhà thế này. Ổn chứ? Con ốm à? Con nghe thôi này. Đứa nào? Con nó sửa. Đây cái đồ. Đây này. Nó nhẹ. Nếu mà bảo từ đầu thì để luôn là không bị trùng mạch ở trước cửa này rồi. Để nhìn cháu lắm. Ừ. Hồi mấy nữa chát vào vẫn ok đó. Hết mà. Dạ. Yeah. Chát á? Không bảo nếu mà hai vợ chồng có điều kiện chát đây. Cân treo sợi tóc. Để à. Nè. Mẹ quả này mà trúng đầu thì. Tưởng hôm nay được gặp chứ. Đang ở bần buồn. Em bảo chuẩn bị lên mèo vàng rồi nhưng mà lại bảo giáp nó chở ít vật liệu nữa. Đúng rồi, thép ly hoặc cước mới ổn này. Cước cũng không ổn. Ông ngồi dưới xây cọc một cái thì hỏng. Nhau hơn đi cái đây đi. Mày từ đâu hát từ tao từ hầu mày kêu kêu vô mày. Có rôm vẫn đúng cái đường mà. Đúng rồi. Chào đang hoang. Mẹ hồi chào đang vẫn đang láo bính. Chuẩn bài ngày xưa đấy, top mỡ đấy. Có đi bán nè, bài cái bài tổ mình là nổ bật đấy.
túc thì bát làm được phố cái gì bỏ ở trong tâm mình cho chuyển nó không chỉ dưới bên này rồi bác chỉ đang ném hai cái tay này tay của bác phòng mình nó lố ăn chè sột chè chó này can bên này gì cười gì tức bác túi rồi cái nhà mà túi cha đẹp phẳng gì bốn cái đấy cái cháu cái tàu em muốn rồi đó sáng mà bữa đêm ăn mi mặt cứ mà đi đây như này là không thể được rồi. Đòn đèn lắm. Ăn đây không phải nào. Và canh mình đến tiêu ăn khung một cân nhé. Bây giờ mình phải nó chơi duyên rồi. Tại đấy. Cũng có dùng thủ ăn đây. Đi hơn đấy đâu. Ủa đấy. Mùi thời tiết ở đây thì rất là dở hơi, ban ngày thì nắng chói chang cháy ra, ban đêm thì lại mưa. Mấy anh em ở đây là hai tối là đều dính mưa. Không nghe thầy thì hỏng rồi.